Rồi đi sơ cua về và luộc có luôn các bạn ơi. Luộc nó lên le ra với mấy ông vườn ơi. Đây Dương Sáu. Rồi chào cái Dương Sáu. Rồi có Dương Bảy đang gót rượu chuẩn bị các bạn. Bắt mâm nha. Đó. Ồ, dọp con nào con nấy bành bành các bạn. Nguyên tô dọp bự luôn nè. Bạc khía, cua ha. Rồi hấp dẫn quá. Muối muối ớt chanh. Cua thêm lên. Muối ớt chanh ha. Rồi, cái này tối nhậu về cũng im rồi đó. Rồi, bắt mâm các bạn ơi. Ôi, thấm. Tối nay nhậu về là im rồi. Sâu về lai rai luôn. Bây giờ cho khách vô đây đi. Nhậu Tám ơi, kêu kêu cha nhậu Nhật uống không, uống cái này uống miếng nè. Trời ơi cái bình cốt rượu quá dữ. Lâu vô nhà thằng Bảy chơi nhiều cái quá, quá đồ cổ không. Ghế nè, lấy ghế, lấy ghế. Mà ghế nè, gì khác. Mấy ghế ấy bằng mình. Vì ngồi đó, vì nhậu hồi cái dựng nằm. Sao con nhậu nổi, sao con nhậu lại. Rồi, bưng uống luôn đi. Rồi, đúng rồi đó, bưng uống luôn đi. Trời ơi. Lấy con nhận tính ra xui thiệt. Ồ, dọp con bự các bạn, bả rồi bả không? Lấy cái con mà để có ruột về mà không quay lấy cái vỏ không à? Vỏ không rồi. À. Chỉ nó quay rồi. Trời ơi, cũng dọn được các bạn. Vậy. Quá trời. Xin trời, con này nha. Ông nhậu hết nổi à. Rồi. Dạ. Ôi giời. Để xua thiệt. Xua gặp mấy hàng ngon. Thôi bữa luôn. Nay mình đi xôi xua các bạn. Giống như mà ở trong nhà riết rồi làm như nó lên núm mà sao đi xô nó không hên đó mà. Bỏ vỏ đại ở dưới đó có thịt. Nói mưa á quay á là mà mốt có mưa á nhiều nhiều á. Để xô nó có cua bự nhiều. Vô các bạn ơi. Vô vô mời các bạn nghe. Cái chẻo đó là cua bự không à. Ơi đã. Ờ, vô cái con này nè nó còn đã hơn cái nè. Sướng. Tới biên rồi. Thiếu chanh. Được rồi, thì ngon rồi. Tính ra cũng 3-4 tháng rồi các bạn. Lâu mình không có về với ngoại chơi. Nay về thì theo Dương Bảy đi soi cua thì về đây chơi mà ngoại không có nhà. Tối rồi lại lại với mấy ông Dượng cũng được. Bà khía này mà bà khía này mà làm mắm hết biết ha. Khía làm mắm ngon lắm. Ôi ôi. À, Dương Bảy đi soi lúc trước rồi đi soi có chụp hình vô trong điện thoại đó các bạn. Cua thấy ghê không? Về nguyên một thùng món luôn á, mấy chục cua lớn không à. Cua bự không à, nay mình đi soi xui quá. Đó thấy không? Nay mình đi soi xui quá các bạn. Bảy ấy uống ngon miếng. Bắt đầu quá hả? Ai hụt này nhậu cũng vô trang, giả bây giờ cái sắc ba cái lòng vịt xào. Nào nhậu. Đúng rồi, giờ mà sắc lòng vịt xào nữa thì nguyên trùng. Điện này thì rất rẻ không? Cho con mượn cái bình kìa. Bóp nhẹ cái đó. À, trời ơi, nhậu chuyên nghiệp mới có cái bình nghe các bạn. Nó đơn giản đâu, bình này là đấu giá cả tỷ bạc mới có được cái bình này đó. Đó, à, trời ơi, đúng bài luôn ha. Tốt vậy là không bao giờ đổ. Ồ. Oh.
quá hay. Các bạn nên cho một like cho cái người mà sáng chế ra cái bình này các bạn. Quá trời cái bình. Mũi quá, mũi nãy giờ nó hút máu con, làm như lâu lâu con về đây nó khoái máu quá. Hút con quá trời. Mình đi lội không sao á, mũi con cắn nó lại mụn mắt luôn, dưới là ngon mụn mắt kìa. Mụn mắt quá trời. Mũi mụn mắt. Bà khía đâu mà, trứng. Mũi thằng trứng luôn nè. Trời ơi trời. Quá trớn. Má cà nè. Gạch nữa nè. Món thịt cà nè. Còn bãi công nhận không cưng vợ ghê các bạn. Giọt bự rồi. Giọt ăn giọt, ăn giọt bự. Cua ăn hai cái càng thôi mà, còn cái mình ai ăn ngang. Cua mà chừng ký luôn ăn hai cái càng thôi bạn. Vậy. Ừ. Ngon. Coi sụp cũng được. Ngon quá trời ngon. Tương thử cái sụp cũng hơi rớt. Các bạn, ủa cái bội đi giờ nữa nè. Mời bạn nha. Cô ăn hai càng thôi, đều cũng ăn hai càng. Còn mũi làm gì nó khoái, nó khoái con gì nó cắn rồi. Anh đâu theo mũi anh. Thôi, vô con đi, vô. Vô bãi rồi. Vô dập bự bút con nữa. Này là gì bãi của mình nha các bạn. Mấy ngồi lắm à, đã ăn đi nhá. Chị ra nó cũng lộn đậu rồi à. Lộn á hả? Được nuôi á. Ở đây dọp nhiều. Hỏi tên con bây giờ hả? Kiếm con làm thuốc không ra luôn á. Không nó bắt một chút à. 40kg. Ừ, thấy hàm á. Hỏi sao anh? Lại, chị bảy lập bự. Mấy bữa luộc. Mày một son. Tắm rớt anh không thì... Bắt một chút một không được nửa tiếng hồ nữa, nửa vỏ đó. Nuôi đó, nuôi ngoại đó. Thấy hồi nãy con có vừa mai có chỉ à. Cái chỉ là chỗ đó nuôi. Hồ nó cũng tắt cái giọt mà xây lấy bùng chặn vòng vòng tấn lấy bùng vòng vòng nuôi. Làm như mà còn hơn mà người ta cái gì coi cái bãi nghêu người ta nuôi nữa các bạn. Để. Quy mô là nuôi giọt của ông Dượng cũng ghê lắm á. Vậy chứ tính ra bây giờ như đợi mà đặt cái vụ như có tên năm đồ tên thận lại đồ xuống á thì thịt cá thì nó ngay thì mua hồi nào không có mà chứ giọt á mấy cái đó thì hay rồi. Như giờ ví vậy giờ nước nhóc coi xuống lội xuống đó phải à. Ừ, đúng rồi. Đâu cần nước cạn. Đâu gần cạn, có điểm. Nói chung là mình giống như mình rào lên rồi mình vô ngay cái chỗ rào là mình lượm liền. Đúng rồi. Bỏ bỏ. À tính mấy con vợt này nè. Là chờ cho tới đám hương tôi con cũng ăn. Con có nghe. Lại. Ông khách lên tỉnh. Tính về xuống dưới luôn á mà chiều nghe bãi nó con xuống á rồi mới không ghim á. Hồi hồi chiều hồi trưa con có gọi cho bảy chiều nay đi chơi với mũi cắn ngay chỗ đó cho nên không hết cái máu bầm phải không? Có vậy được rồi thôi quay vô đây thôi các bạn ơi, giờ mình ăn nhậu đi chứ giờ để nhậu hồi nữa hết cái đường thì quay nó cũng không có đẹp nữa các bạn rồi. Video của mình cũng kết thúc tại đây các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ ha.